Mọi người có nhu cầu mua ạc liên quân, ạc phi phai giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tới tiết mục đó là stream clip của Garena nha mọi người. Game clip Garena một tí nào. Mở cam. Ok, bây giờ chúng ta sẽ stream clip của Garena. Phái đuôi mình thấy ghê. Mọi người có ai nhận ra cô Ngân không? Trời đầu. Bóp cà chua này là cô Ngân bóp đó mọi người. Cái khúc cà chua này là cô Ngân bóp nha mọi người. Mọi người có thấy cái khúc cà chua này không? Là tay của cô Ngân đó. Cái này là tay của cô Ngân nè. Chơi. Trời ơi, cái tay thề luôn, người ta phải cắt sẵn quả cà chua cho cô Ngân và bóp rất là đau tay, người ta đưa cà chua sống mọi người. Trời đâu, cà chua người ta đưa cho cô Ngân đó là cà chua sống nha mọi người, và cô Ngân phải bóp rất là đau, mọi người, người ta phải cắt sẵn ra cho cô Ngân. Nó còn sống đó mọi người, chứ không phải là chín đâu. Và nó chạy xuống giày cô Ngân và hóa ra là giày của cô Ngân bị dơ luôn mọi người, trời đạo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Ghê không? Câu huyền thoại của AX. Gao công an. Nè, AFK, AX Mobile, Gao công an, Boss EG TV và WAG Duck. Vãi nuôi thiệt. Và hình như là mấy chị mà kiểu cái này gọi là cái gì ta? Cô Ngân quên, và rất là đẹp. Những chị mà cái đó gọi là cái gì ta? Cái mà đóng mấy nhân vật trong cái cái mà đóng nhân vật trong game là gọi là gì anh? Mặc à cosplay. Cosplay. Rất là đẹp. Nhạc hay quá. Hello mọi người nhớ chia sẻ nha. Đấy, cái này là cosplay luôn nè. Chị này siêu xinh luôn, cái này cũng cosplay luôn á mọi người. Tất cả quý vị các bạn đã đến với streamer đại chiến, streamer showdown của Garena Free Fire. Thể thức của giải thi đấu lần này cam. Vô cùng đặc biệt, chưa từng có trong Garena Free Fire. Đó là thể thức. Trời ơi, gái xinh nè. Môi hơi khô. Cái xinh nhưng mà môi hơi khô. Môi bao khô luôn, môi bị khô. Vãi chướng thiệt. Chiến CS4. Cái này là lúc AX chỉ cho cô Ngân nè. Cô Ngân để mic hơi xa, AX không nghe được. Và cái tai nghe này á, là mọi người nhìn là cái tai nghe này không phải giống như tai nghe của cô Ngân đâu, mà là cái cọng dây này á, là họ sẽ gắn vào điện thoại. Và cái tai nghe này là cái tai nghe điện thoại cơ. Cái tai nghe ở đó là tai nghe điện thoại. Đây nè, cái tai nghe này là tai nghe điện thoại nè. Còn cái chùm này là cái chùm không thôi mọi người. Chùm giống như là chùm cách âm vậy, nó không có dây gì hết á. Cái dây này là dây riêng mọi người, gắn vào trong tai ấy, giống như là tai phone điện thoại bình thường thôi. Trời ơi, gái xinh có mụn. Gái xinh qua Thái Lan bị mụn. Có thể tạo nên kỳ tích như thế nào? Thi đấu rất chắc tay đến từ bên phía của Việt Nam, họ không hề quá nôn nóng. Và bên đó cô Ngân bị nổi tổng cộng là 5 cục bột. Xung quanh cái cằm ở dưới đây toàn là mụn thôi.
cho cái việc đẩy môi còn bị khô nữa. Đã tiền. Ta có thể thấy được là khởi nguồn của pha giao tranh anh bắt bóng ngay lập tức và tiếp sau đó là khi lộ ra đến từ đội tuyển Ấn Độ, các thành viên tay súng của chúng ta đã sử dụng cực kỳ nhanh và em một bài đang tấn công lên tiếp tục là Sari. Hình như em một bài như đã bị hạ rồi, anh ta tấn công quá nhanh. Cô Vân cũng đã lao lên rồi, không em một bài vẫn còn và chiến thắng dành cho Việt Nam. Trời ơi gái nè, mọi người có thấy gái xinh không? Và đây là ván thi đấu thứ 5, ván thi đấu mà Việt Nam sẽ đối đầu. Trận này sẽ thua. Indo mạnh lắm mọi người và bị thua. Bài đã bắt đầu tiếp cận tại khu vực này. Trong khi phía bên kia đang bị bắn nóc rồi. Và đây là thời điểm để Asmara bắt đầu nảy lên. Anh ta bóc tường sau, sẽ bắn nóc một người nhưng không. Và có vẻ như Bo đã không ủng hộ cho Việt Nam. Aichi đang tiến lên nhưng Aichi không được rồi. Thua mọi người ơi. Đấu thứ 5. Và có vẻ như bên phía Việt Nam đang bên Indo rất là mạnh luôn. Của mình để có thêm những cái lượng trang bị như là giáp và mũ nhiều hơn là tập trung đua vào mặt vũ khí giống như bên phía Indonesia. Vậy bởi chúng ta cũng có những cơ này và đang ba đang thấp máu các vị đang thấp rồi bàn phù lực của chúng ta cố gắng có vào kim không, cố gắng cũng nằm xuống một hàng vàng gò ngay lập tức. Ai mua bài có vào kim không, ai mua bài cũng rất thấp máu, đừng ra được cuốn máu đi, bị tấn công lên rồi. Ai chi đâu rồi, thế ra chỉ còn 20 máu mà thôi nhưng anh ta không biết nào rồi. Trời ơi thua ai cũng buồn hết trơn. Ê nè, mà lúc này là cãi nhau nè. Lúc này ơi chơi không chịu ghi nè. Lúc này là đắt. Cái khúc này là AX có la đắt là đắt đến bo sai. Bo phía trên. Mình nhớ là bo phía dưới và đắt báo bo phía trên phải bắt buộc bà đẩy lên. Đúng không? Lúc này là thua Indo bắt đầu cãi nhau quá nhiều, AX rất là nhiều. Ở đây nó không phải là giống như là bo kia, bo này chỉ cần nhít vào xíu là chết rồi. Nói chung là em sẽ đứng ngoài, nó đáng dễ vô thì mọi người sẽ dạy được một đoạn. Em sẽ bắn, em sẽ bỏ máu của Indo, em bắn rút được bao nhiêu máu. Bây giờ mua mấy cái súng rẻ tiền thôi, mọi người cứ hang mấy cái súng rẻ tiền thôi. Em mua 390 lại cây phải mát à. Các thành viên bên phía Thái Lan đang cố gắng tiếp cận cực kỳ nhanh và Thái Lan chia ra công thủ khá là ghê. Đây thì cái trận này ấy Thái Lan toàn đấm tay thôi mọi người, trời đạo. Nó ruột thêm mà nó đập tay không luôn ấy, nó không tìm mua súng luôn. Nó toàn bị đấm thôi, nó bay tới nó đấm nhiều điên luôn. Hơn là khi đối thủ của Sọ Can thì ai lại gặp kiểu bất lợi hơn. Bên kia đã có một người bị bắn rồi, Việt Nam đáp đang cố gắng tấn công lên. Thái Lan bắn ngược trở lại rất ghê. Đã bị án ông rồi, co bò cho cô Ngân đi, giữ bóng keo lên. Không, họ quyết định gạt giò bằng đôi cô Ngân và cô Ngân đã chính thức chia tay trò chơi. Thái Lan đang cố gắng đẩy lên, một thành viên nếu của Việt Nam cũng đang bị bắn nóc. Thái Lan mất 2 người, Việt Nam cũng mất 2 người rồi. Và đây là khoảng thời gian để quyết định xem. Sọt gắt ở đâu mà 1014, Đắc đã bị hạ nóc rồi. An Mobile có kịp làm nên điều kỳ tích cho đồng đội của mình hay không? Và phát hiện, ôi An Mobile không vẫn còn, anh An Mobile vẫn còn. An Mobile còn một lượng máu cực kỳ thấp. Đằng sau lưng An Mobile. Đằng sau lưng An Mobile, An Mobile đang bị quên ở đây. An Mobile. Và không được rồi, AS Mobile sẽ phải dừng. Và đó là 4 ván thi đấu chiến thắng dành cho bên phía của Thái Lan. AS dữ lên ghê quá, đâu có AS là đội trưởng thì AS nói mọi người. Ấy là đội trưởng mà. Lúc đó cô Ngân thua, cô Ngân gọi điện cho gái bè, và gái bè còn cười, gái bè bảo là cô Ngân bắn gà. Cái khúc này nè là cô Ngân gọi điện cho gái bè cái. Mấy gái bè còn la cho cô Ngân. Đây nè, cái khúc này nè. Khúc này là vẫn hồi đây gọi điện cho anh lúc mà thua nè. Anh còn chửi vợ gà đó. Lúc này là cô Ngân đang gọi cho bè luôn mà bè còn la cô Ngân gà cơ. Quay gì nữa? Yeah. Trời sao nói vậy? Mình cố gắng hết sức rồi mọi người ơi. Quay nào.
Lúc này là người ta vinh danh mà mình bị thua á. Mà cái giải thưởng này hình như không được tiền á mọi người, chỉ được cái cúp streamer này thôi nè. Cô Ngân chỉ thấy là họ không có cái bảng giống như đấu trường sinh tồn, họ chỉ có một cái cúp như thế này thôi, chứ không có cái bảng đấu trường sinh tồn. Thôi ơi, cô Ngân là cục tệ. Nhân vật trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao. Lúc này là cô Ngân gọi điện cho Gà Bè, mẹ Gà Bè còn lê cô Ngân, Gà Bè lê cô Ngân bắn gà.